đối với các dòng sen tắm Inox, có lẽ là chúng ta đã quá quen với những dòng sản phẩm sen tắm trộn nhiệt tay gạt. Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu thêm về sen tắm trộn nhiệt tự động nhé! Với các sản phẩm bộ trộn nhiệt tay gạt của Inox sẽ chia thành hai kiểu chính. Một là tay gạt truyền thống, hai là tay gạt thiết kế dạng hộp. Đối với thiết kế tay gạt truyền thống, chúng ta sẽ thấy rất quen thuộc với nhiều gia đình, với hai phần cấp nước nóng và nước lạnh ở hai bên. Với thiết bị này, chúng ta sẽ có công nghệ tay gạt mượt mà, chất liệu đồng đúc nguyên khối và lớp mạ sáng bóng như sản phẩm vòi chậu, nên chúng ta có thể an tâm về chất lượng sản phẩm. Đối với thiết kế tay gạt dạng hộp, kiểu thiết kế này không chỉ đẹp hơn, hiện đại hơn mà phần trộn nhiệt sẽ hoạt động phía bên trong nên không cần lo lắng việc chạm vào thiết bị khi tắm sẽ gây bỏng. Bề mặt phía trên chúng ta có thể đặt đồ vô cùng tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với sản phẩm trộn nhiệt tự động của Inox sẽ chia thành hai kiểu chính, một là tay xoay, hai là nhấn và xoay dạng hộp. Trước khi tìm hiểu sự khác biệt giữa hai dòng này thì hãy cùng so sánh để tìm ra ưu điểm giữa bộ trộn nhiệt tự động và tay gạt truyền thống nhé. Chúng ta sẽ dễ dàng có được nhiệt độ mong muốn tức thì và trong suốt quá trình tắm, nhiệt độ cũng không thay đổi, đảm bảo quá trình tắm của chúng ta sẽ diễn ra một cách trọn vẹn. Bề mặt thiết bị sẽ luôn mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là 49 độ C, không gây bỏng. Khóa chống bỏng với trẻ em, chúng ta sẽ có một nút khóa chống bỏng duy trì ở nhiệt độ 38 độ C, khi nhấn nút nhiệt độ tối đa sẽ là 49 độ C. Để làm được những điều này, Inox đã trang bị công nghệ Wax, có lõi sáp nhạy cảm với nhiệt độ, đảm bảo được nhiệt độ mong muốn trong vòng 0,3 giây và duy trì trong suốt quá trình tắm. Đây là sản phẩm trộn nhiệt tự động với tay xoay của Inox, sở hữu thiết kế đẹp hơn, sang trọng hơn với phần điều chỉnh lượng nước, tay xoay điều chỉnh nhiệt độ, nút khóa chống bỏng. Đây là sản phẩm trộn nhiệt tự động nhấn và xoay, thay vì chúng ta có thao tác thay gạt hay xoay để mở nước. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một thao tác mới, đó là nhấn để xả nước và xoay để điều chỉnh lưu lượng nước một cách dễ dàng và đơn giản. Các icon trên thiết bị rất trực quan, dễ dàng sử dụng ngay với lần đầu. Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu có câu hỏi thắc mắc nào, hãy chia sẻ cho chúng tôi cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!